Không nên cảm thấy hối hận, đó cũng là một phần ở trong quá khứ của em. Nếu như em vẫn cảm thấy tự trách, thì hãy nói với mình, những đau khổ đó là để gặp được anh. Mạc tổng, cảm ơn ngài đã tốt với tôi như vậy. Mạc phu nhân, khách khí quá. Lục Triệt, phái người đến khách sạn Trăm Bay. Tôi muốn những ghi chép liên quan đến Lý Dục ở đấy. Vâng. Đường Ninh chỉ tìm được một phóng viên theo dõi cái tên khốn Lý Dục đó suốt nửa năm. Trong tay anh ta rất nhiều chứng cứ sai phạm của Lý Dục, em sẽ được minh oan ngay thôi. Những chứng cứ đó chỉ có thể chứng minh phẩm hạnh dơ bẩn của Lý Dục, chứ không thể chứng minh em trong sạch. Vẫn cần rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, từng bước ở từng bước một. Chuyện lần này ầm ĩ như vậy, ngoại trừ đó là tin rất hấp dẫn sự chú ý ra thì còn có sự can thiệp của các đối thủ. Tranh Điện can thiệp rất nhiều, có vẻ lần trình diễn thời trang ở nước Pháp vừa rồi làm em bị họ nhắm vào. Thế anh vẫn giữ nguyên ý kiến để cho em tới Tranh Điện à? Đúng thế, chuyện lần này bị làm ầm ĩ như vậy bởi vì em không có một đoàn đội riêng giúp em xử lý. Chẳng lẽ em sợ cạnh tranh với người mẫu khác ở Tranh Điện? Tất nhiên là không rồi. Lão bà, em cần phải biết, mặc dù Hải Thụy là của anh, nhưng anh lại là của em. Chỉ cần em nguyện ý thì không có ai trong giới giải trí này có thể trở thành đối thủ của em. Đúng thế, em có anh. Lão công, em muốn anh. Thế thì anh đành phải tuân mệnh. Lão bà, anh yêu em. Xin hỏi nội dung ở trong hiệp nghị của Lý Dục với Thiên Nghệ có thật không? Đường nên có liên quan đến chuyện này không? Đúng là có đề cập đến Đường Ninh, nhưng giải thưởng của ấy không liên quan đến chuyện này. Các vị làm thế nào để chứng minh rằng Đường Ninh trong sạch? Cho dù Lý Dục có không tham dự bỏ phiếu, thì chẳng lẽ ông ta không thể mua chuộc các giám khảo khác à? Thiên Nghệ chỉ là một công ty nhỏ, chẳng lẽ Đường Ninh không phải là bán rẻ thân thể tới được như ngày hôm nay? Những phóng viên này chỉ muốn làm to chuyện ra. Ban tổ chức đã công bố số liệu để trao giải cống hiến đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng can thiệp mờ ám. Buổi họp báo ngày hôm nay là để cho mọi người biết trần tướng chuyện này, chứ không phải để các vị đổi trắng thay đen. Không ngờ trên đời này vẫn còn có người dám nói thẳng như vậy. Đường nên mấy cái phóng viên như thế chưa cần tiện mà thôi. Tại sao em không để cho chị bàn bạc tiếp với hắn? Chỉ cần chị bắt đầu một lần thì hắn sẽ liên tục đòi tiền. Lần này là nâng giá gấp 10, nhưng lần sau thì sao? Chẳng lẽ phải làm theo mọi yêu cầu của hắn? Em nói đúng là chị sốt ruột quá rồi. Em đang gửi gì vậy? Từ nay về sau em không còn quan hệ gì với Thiên Nghệ nữa. Đi thôi, chúng ta đến trường quay. Lục Triệt, tại sao là anh? Định đâu rồi? Phu nhân, mật tổng đang họp cho nên không tiện nghe điện thoại.
Thế thì để tao gọi điện cho anh ấy sao vậy? Long tỷ đến Hải Thụy. Lúc nãy rõ ràng mình nghe thấy tiếng của Mặc Định, bọn họ có việc giấu mình. Chúng ta hẹn với chương trình là 8 giờ tối. Nếu bây giờ đi thì sẽ không kịp. Đi Hải Thụy. Thế này vậy, chị sẽ đến đó giúp em trì hoãn thời gian. Còn tự mình lái xe đến Hải Thụy đi. Em vừa mới khôi phục chút danh tiếng, không thể lại mang tiếng kiêu ngạo được. Cảm ơn chị. Chị biết là em không phải người tầm thường, cố tranh thủ thời gian đi. Chị xuống xe đây. Tại sao phu nhân lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Mặc Định đâu rồi? Mau dẫn tôi tới chỗ anh ấy. Vâng. Lần nào tổng tài bị ốm cũng không chịu đi khám, lần nào cũng nói là chịu đựng chốt sẽ hết. Mình cứ tưởng rằng phu nhân có việc vội gì, hóa ra là gọi điện thoại để lộ. Sốt cao như thế này mà còn không chịu đi khám. Gọi bác sĩ gia đình tới đây khám đi. Tại sao em lại đến đây? 8 giờ em có một hội nghị mà. Anh bị ốm nhưng lại giấu em đã biết rồi thì đâu thể yên tâm được. Chỉ là ốm vặt thôi, bây giờ anh đã sẽ đưa em đi. Mấy chuyện đó không quan trọng bằng anh được. Anh không sao đâu, chẳng mấy chốc cho khỏe là ngay thôi. Anh không nói cho em biết bởi vì anh cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đi nào, để anh đưa em đi. Đi cũng được nhưng mà anh phải uống thuốc, em sẽ xem anh uống. Được. Anh uống thuốc rồi, em đừng giận nữa. Anh định lần sau vẫn giấu em phải không? Em biết là anh rất khỏe mạnh nhưng em là vợ của anh. Anh bị ốm thì em cũng sẽ cảm thấy khó chịu theo. Mặc Định, tình yêu mà em muốn không phức tạp chút nào, em chỉ muốn quan tâm rồi mà mưu thôi. Sau này anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ nghe em hết, đừng giận nữa mà. Thật vô tổ chức, các cô không nên làm mất thời gian của mọi người. Cô đi đi, sau này người mẫu của cô đừng hòng lên chương trình của tôi. Thật sự vô cùng xin lỗi. Xin lỗi tôi đến muộn. Cô coi đây là cái chợ à, muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi à. Đường nên tôi nói cho cô biết, mà dẫn trợ lý của cô đi đi. Một người mẫu dựa vào lên giường mà cứ coi mình cao giá lắm. Cô là người đầu tiên dám đến muộn ở trong chương trình của tôi, rồi chẳng ra gì. Chúng ta đi thôi. Mấy kẻ ngứa mắt đã đi rồi, chúng ta họp tiếp thôi. Trợ lý Lục, sao ngài lại tới đây? Không biết ngài à, đến đây nên không tiếp đón kịp thời. Không cần phải khách khí như vậy, tôi đến là để nhắn rằng tổng tài chúng tôi đã quyết định đình chỉ mọi hỗ trợ đối với chương trình của anh. Hả? Tại sao lại như vậy? Chúng tôi có làm gì mà tổng không hài lòng à?
Anh không cho người khác cơ hội giải thích thì tổng tài chúng tôi cũng không cho anh cơ hội giải thích. Bởi vì mặt tổng cho nên Đường Ninh mới đến muộn, cô ấy không được tham dự chương trình là mặt tổng không hài lòng. Cho nên chỉ có thể làm cho các anh xui xẻo rồi. Trợ lý Lục, anh có thể nói cho chúng tôi không? Chương trình này là tâm huyết nhiều năm của tôi, không thể muốn dừng là dừng được. Sau này tôi sẽ chú ý không coi thường người khác nữa. Mặc dù Đường nên đến muộn mười mấy giây, anh có thể để cho ấy rời đi, thế nhưng anh lại sỉ nhục cô ấy nặng nề. Bây giờ anh tự cầu xin ở Đường nên đi. Còn nữa, mặt tổng không muốn nghe thấy những lời đồn linh tinh, anh hãy tự biết giữ mồm giữ miệng. Tại sao mình lại nói những lời như vậy? Trợ lý đâu rồi? Mau tìm số điện thoại của Đường Ninh cho tôi. Đường tiểu thư, lúc nãy tôi quá kích động, tôi thật sự vô cùng xin lỗi, cô có thể trở về không? Hôm nay tôi đến muộn cho nên tôi chấp nhận kết quả như vậy, thật là đáng tiếc không thể tham gia chương trình của anh. Thế mặt tổng, nếu tôi phải trả giá cho sai lầm của tôi thì tất nhiên anh cũng phải trả giá cho những lời nói của anh. Mình sẽ không quên những kẻ đã vũ nhục mình. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, để đến lúc phản kích rồi. Đường nên trước đấy người này đồ đổi người, bây giờ lại liên hệ với chị, em định làm thế nào? Trả lời là em đang nghỉ ngơi cho nên tạm thời không làm việc. Mặc định nói mấy ngày nữa cho anh Điền sẽ có phỏng vấn, cho nên em cần phải chuẩn bị. Với lại còn có một chuyện em muốn nói trước luôn bây giờ. Ý của em là mặt Vũ Nhu, cô ta gần như biến mất rồi.